MC chủ kênh Phong Lan Rừng xin trân trọng kính chào toàn thể các bác. Xin mời các bác trở lại Lai Châu cùng tham quan triển lãm Hoa Lan lần thứ 7 năm 2024. Xin mời các bác cùng hòa mình vào không khí của ngày hội. Những cô gái người Hơ Mông xinh đẹp bên nhánh lan rừng đang chụp những bức ảnh làm kỷ niệm. Trước màn hình là một tác phẩm hoa lan với hình tượng độc đáo, trông giống như con thuyền rồng, nhưng được thiết kế từ những vật liệu cũ trên bảng, đó là cái máng lợn, nhưng được thiết kế rất là hay, độc lạ, với những cây lan hài. Các nghệ nhân của Lai Châu đang bình phẩm về một giò chuỗi ngọc với rất nhiều mặt bông khác nhau, đó, ba màu. Đấy. Và đây là những cái giò lan được trồng cách điệu hóa trên những bức tượng cô Tấn. Lão nông, cô gái bán hoa. Và đây là hình ảnh một giò hoàng hảo chuỗi ngọc rất đẹp, bông rất sáng, đã nở hơn được hơn một tuần rồi, của vườn lan Hoàng Hương ở thành phố Lai Châu. Kính thưa các bác, các anh, các chị, đến với lễ hội hoa lan lần thứ 7 tại Lai Châu thì chúng ta thấy hơn 90% là màu tím, đặc trưng hương sắc của hoàng thảo kèn Lai Châu. Và tỉnh Lai Châu, đặc trưng của lan hoàng thảo kèn, nhắc đến hoàng kèn thì chúng ta nhắc đến màu tím của kèn Lai Châu, một loại lan rất là đặc hữu của tỉnh Lai Châu. Mời các bác chúng ta cùng thưởng lãm những cái giò lan khác nhau, như là lan lọng, đó, lan hồ điệp, hoàng thảo đơn cam và rất nhiều loài hoa lan khác. Tiếp theo vẫn là màu tím của hoàng thảo kèn. Chúng em xin trân trọng cảm ơn các bác đã đến với Lai Châu, đến với hội triển lãm Lai Châu, hương sắc Lai Châu lần thứ 7. Trân trọng cảm ơn các bác đã xem video, đăng ký kênh ủng hộ em sĩ. Các bác thấy video của em hay, xin mời các bác động viên chúng em bằng một nút chia sẻ tới toàn thể các bác yêu lan trên toàn quốc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ. Xin cảm ơn.